Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay Uyên Quỳnh rất là vui cả nhà. Thì Uyên Quỳnh được anh Cao Minh Tâm, chủ cơ sở sản xuất khẩu trang, nhờ giới thiệu đến quý vị khán giả. Hiện tại anh có 3 loại khẩu trang được sản xuất tại Mỹ. Đây là loại khẩu trang 3 lớp và một hộp đó là 50 chiếc cho cả nhà. Thì một hộp như thế này thì chỉ có 5 đồng 50 cent một hộp mà thôi ha. Là loại này là loại 3 lớp nha cả nhà. Loại blue 3 lớp, loại 3 lớp này 5 đồng 50 cent. Và loại thứ hai đó là loại 3 lớp màu đen. Thì loại này là 6 đồng một hộp, mắc hơn loại blue 3 lớp chỉ có 50 cent thôi. Thì đây nè cả nhà, đây là còn loại thứ ba đó là loại cao cấp nha cả nhà, đó là 4 lớp màu xanh luôn. Nhưng mà loại cao cấp, loại này thì 7 đồng một hộp, nó hơi dày hơn một chút. Thật ra trong mùa đại dịch này thì khẩu trang rất cần thiết cho nhà nhà chúng ta. Những anh chị nào làm ngành nail thì Quỳnh nghĩ rằng chắc là sẽ không bao giờ thiếu chiếc khẩu trang. Và nhất là đây là khẩu trang được sản xuất tại Mỹ. Và tên công ty được in trên mác rất là khéo léo, cho nên các anh chị sẽ không lo lắng sẽ bị hàng giả các anh chị nhé. Nào, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Nếu các anh chị nào muốn order khẩu trang thì vui lòng vào website của công ty. Nhà có mua thì liên lạc trực tiếp với anh Cao Minh Tâm luôn nhé. Quỳnh nghĩ trong lúc này nhà nhà đều cần khẩu trang hết. Thì chúng ta hãy chọn loại khẩu trang sản xuất tại Mỹ tốt hơn cho bạn. Và khi quý vị order 20 hộp khẩu trang thì được free shipping, ngoại trừ Alaska và Hawaii thì công ty không free shipping đến đó. Nào, xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương và ủng hộ kênh Uyên Quỳnh trong thời gian qua. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình kết nối yêu thương hôm nay nhé. Ok, chị chào em ha. Vâng, em chào chị. Chị rất là vui chào đón em đến với chương trình kết nối yêu thương hôm nay nha. Dạ vâng, em xin chào chị Uyên ạ. Em có thể cho biết em tên gì em chào cộng đồng nha. Dạ vâng, em xin chào cộng đồng mạng và chào các bạn đang xem chương trình kết nối yêu thương của chị Uyên Huỳnh ạ. Em tự giới thiệu em tên là Nguyễn Thị Lan ạ. Năm nay em sinh năm 1974 ạ. Em đang sinh sống tại Hà Nội ạ. Rồi em hiện tại đang làm công việc gì? Dạ, trước chưa có dịch thì em đi làm hướng dẫn viên du lịch của tiếng Nhật ạ. Em chuyên dẫn khách quanh đi Hạ Long và đi phố cổ và đi những vùng quanh Hà Nội ạ. Em là hướng dẫn viên du lịch, em làm công việc đó được bao lâu rồi? Em cũng làm được khoảng gần 10 năm nay rồi. Còn trước thì em đi sang Nhật một thời gian, xong em về thì em làm công việc này. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình của em như thế nào? Mà em thì em kết hôn sớm, ngày xưa em kết hôn từ năm 2002 thì đến năm 99 thì em qua Nhật làm việc, thì đến 2009 thì em về nước. Em ở đây khoảng 15. Xong em về thì em vợ chồng em thì cũng có trục trặc một chút, thì là xong thì kiểu cũng không tìm được tiếng nói chung thì vợ chồng em chia tay. Em đi thôi ha, ông xã em có đi không? Không, chồng em không đi, mỗi em đi được ạ. Dạ vâng. Em lao động ở bên đó bao mấy năm? Em được 15 chị ạ. Ở bên đó 10 năm luôn? Dạ vâng, vì có trong 15 thì em cũng đi về độ mấy bận, 3-4 bận. Vâng ạ. Rồi em được mấy người đứa con? Dạ em được 2 cháu ạ. Một cháu lớn thì bây giờ cháu đi dạy học rồi ạ. Cháu dạy trường chuyên ở trường cấp 3 trường chuyên trên Hà Nội này, trong Hà Đông, trong Hà Nội. Còn một cháu bé thì em đẻ cũng cách nên là cháu bé thì em năm nay cũng 10 tuổi ạ. Đi 10 năm không có sao, nhưng mà khi về đến nhà thì hai chồng chia tay à? Thì kiểu vợ chồng em cũng trước thì cũng không tìm được tiếng nói, thì để em quyết định em đi làm, em đi làm kiếm kinh tế, nhưng mà về thì kiểu hai vợ chồng vẫn kiểu không có được tiếng nói chung thì là bọn em chia tay. Hai vợ chồng quen nhau hay người ta làm mai? Dạ không nhé, em là ngày xưa em ở quê thì là em lấy nhau cùng xóm chị. Dạ vâng, ở nhà quê ngày xưa lấy nhau cùng xóm, khi vợ chồng em chia tay thì em đi mua nhà trên Hà Nội em ở.
trước thì em vẫn về quê gốc thì em ở Hưng Yên ạ. Bây giờ em ở thành Dạ. phố một mình thôi hả? Dạ vâng, bây giờ em ở với hai con nhà em, một cháu lớn và một cháu bé ạ. Con nhỏ của em mấy tuổi rồi? Dạ cháu được 10 tuổi ạ. Con nhỏ ha. Rồi trong thời gian chia Còn tay bạn đó, lớn. em nói đi. Vâng, trong thời gian chia tay thì em cũng có quen một hai bạn nhưng mà kiểu tại là cũng không đi đến đâu nên là em cũng không đi bước nữa mà em vẫn ở nhà. Vẫn ở với các con. Rồi bây giờ nếu mà em muốn tìm một người bạn cho em muốn người đó như thế nào ha? Em chỉ cần em thì em cũng không cần giàu có mà em chỉ cần bạn trai đấy mà thứ nhất là kiểu là vợ chồng kiểu thương yêu nhau ấy mà cùng nhau làm bất cứ việc gì dù có vất vả như nào nhưng mà kiểu mình có một tiếng nói chung thì mình cố gắng mình sẽ làm được. Còn em cũng sợ ngại vất vả, việc gì em có thể em làm được, kể cả thay hầu như là em đi sang bên Nhật gần như thời gian thì cũng em vừa làm vừa quản lý cho người Nhật thì cho nên là tất cả các công việc kể cả con trai làm được thì em là con gái em cũng làm được, chứ không nhất thiết là kiểu là công việc đấy là của con trai mà mình con gái mình cũng làm được. Còn về nhà thì em cũng ở trên này ở Hà Nội được hơn chục năm rồi, từ năm 2009, nhưng mà thực ra em vừa làm bố vừa làm mẹ thì công việc nào của đàn ông mà em có nhà không có con trai thì vẫn có thể em làm được và cái gì em làm được, thì chỉ bảo là bây giờ thì công việc cũng là cuộc sống ấy, mình vừa là bố mình vừa là mẹ thì kinh tế thứ nhất là mình cũng phải để mình tồn tại, thì chị bảo không có Covid thì em đi tour du lịch, còn từ hồi có Covid thì em lại làm cái cửa hàng ở trong trường huấn luyện đào tạo công an của thành phố chị, thì là em bán hàng trong đấy, em mua cửa hàng để em bán trong đấy. À, giống như là em bán thực phẩm ở trong đó đó hả? Và em bán giống kiểu một cái căng tin ấy, tất cả có đầy đủ các kể cả ăn sáng hoặc ăn vặt hoặc là uống nước luôn, tất cả đầy đủ thì là căng tin em bán những thứ đấy. Có ai phụ Nhưng em không mà hay em cái bán một mình? vâng thì chị bảo ở nhà thì mình cũng phải vì thứ nhất là cái công việc mình cũng phải kiếm sống rồi mình lo bản thân, hoặc là như kiểu bọn em đi Nhật về thì công việc nào ở bên Nhật bọn em làm được thì về nhà chỉ kiểu em cũng không đầy hà công việc gì, bất cứ công việc gì em cũng có thể làm được. Đại khái là đầu tiên mình không biết thì mình học một vài bữa thì nó sẽ quen thì mình sẽ làm được. Em cũng Vừa làm cha vừa vâng, làm nhưng mẹ đó không phải phải quên không? đấy. Dạ Vừa làm cha vừa làm mẹ đó phải không? vâng đúng rồi, mà làm cha và làm mẹ thì mình thứ nhất là chủ cuộc sống thì chịu một kiểu gì thì mình vẫn phải thế nào thì mình vẫn phải tồn tại. Vâng ạ. Em có phụ em tiền nuôi con không? Dạ không chị ạ, em chia tay thì em bảo nếu mà con ở với ai thì nuôi không phải trung cấp, ở Việt Nam thì nó không như ở bên nước ngoài chị, bên nước ngoài thì họ có một cái gì đấy nhưng mà ở Việt Nam thì ai nuôi thì người tự hết, còn không 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 phải em không phải cần đóng góp gì hết. Tại em lo hết À, rồi. và em thì tự 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 mình làm thôi chứ em không cần chồng em đóng góp. Ông Là xã trước đây các của cháu em làm lúc công nào việc nó cũng gì? cần. Trước ngày xưa nhà em ở dưới Hưng Yên thì ông xã em buôn bán rau quả rồi chăn nuôi các thứ, và thì em đi rồi thì bây giờ ông xã em ở nhà thì chắc nó vẫn là chăn nuôi với mùa nhãn. Hưng Yên nhà em thì nổi tiếng là nhãn mà chị, thì là mùa nhãn thì vẫn làm nhãn, ngày xưa em ở nhà em cũng làm nhãn Là nhà đến em lúc có em đi vườn đó làm hả? cũng Vườn trồng nhãn á hả? vâng vườn trồng nhãn thì mình đi mua vườn rồi mình bẻ, đấy là thời thời ngày xưa chị. Vâng thì xong đến thời em đi Nhật thì em đi sang Nhật thì em làm may, em may rèm xuất khẩu rồi thì bán trong đất nước của Nhật ấy, thì khi em sang Nhật đầu tiên là cái chương trình của em chỉ đi có 3 năm thôi, như hết 3 năm em về thì cái công ty mà em làm cho họ thì họ viết cái cho em cái giấy bảo lãnh thì em đi sang đấy em làm, em vừa làm vừa quản lý một xưởng cho họ độ 50 công nhân cả người Nhật cả người Việt, thì em làm ở đấy thêm độ 7 năm nữa thì em về, tất cả em ở 15 ạ. Đi trong thời gian đó đi chắc Và cũng nhớ con lắm ha. Làm, cố gắng vâng làm thì thôi. cũng nhớ chị ạ. Vâng thì chị bảo đi làm xa thì mình chỉ điện thoại được thôi chứ còn cũng không 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 gì nữa, và thế thế thì
Về nhà thì cái vốn tiếng Nhật của em có thì em lại đi ra công ty ở trên phố cổ em phỏng vấn thì để em dẫn tour du lịch. Tuy rằng cũng không học trong ngành du lịch nhưng mà kiểu mình lại vận dụng cái kiến thức mình có thì mình dẫn khách đi thôi chị. Lúc nào mà và đợt thời nào ấy thì em đi, nếu đi cả ngày thì em đi Hạ Long, còn đi nửa ngày thì em đi chợ quanh phố cổ rồi đi Bát Tràng đấy. Thì người Nhật người ta hay thích cái đồ gốm sứ hoặc là đi những cái đồ thổ cẩm thổ kiếp thì quanh phố cổ, hoặc là người ta đi dạo quanh phố vài tiếng chẳng hạn chị, hay là đi xích lô lại cái là đi quanh phố cổ nó chỉ có thế thôi, hoặc đi bảo tàng chị ạ, Đi đi lòng vòng lăng đó phải Bác không? rồi thì còn dạ. Nhưng mà vào mùa dịch này là chắc không có làm được rồi phải không? Chị ơi, từ bắt đầu ăn Tết năm ngoái xong là không có một tour nào hết. Năm ngoái, năm 2019 ấy, thì vẫn còn 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 em vẫn còn đi, thì là Tết dương lịch, âm lịch thì vẫn còn đi chị ạ. Nhưng mà đến lúc mà dịch nó bùng một phát ở nước ngoài nhiều là từ năm ngoái là Việt Nam thì mình trên phố cổ đóng cửa hết rồi chị ạ. Các tour du lịch, công ty tour là cũng đóng hết chứ không nói là khách khách tour đâu chị. Công ty tour mà người ta phải đóng cửa phố, ở trên phố cổ cái tiền thuê nhà nó rất là đắt mà chị, là họ phải đóng cửa hết, hầu như công ty đóng cửa hết, không nên phố cổ bây giờ nó còn vắng hơn ở khu dân nhà em ở chỗ quận Đống Đa chị ạ. Thì là cái đấy, cái đấy chỉ là dùng để buôn bán thôi chị, nhưng mà bây giờ thì cũng không, nó lại còn mở cửa lại thì em nghĩ chắc là phải giữa sang năm rồi cùng, nhưng năm lại nhanh thì phải tầm giữa sang năm, nhưng bây giờ thì không có gì chị ạ, Việt Nam mình chưa mở cửa lại ạ. Và Rồi em nghĩ sao nếu mà một anh muốn quen với em thì anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào ha? không, cái chuyện đấy thì em ở bên Nhật thì người Nhật người ta cũng vẫn hút thuốc, vẫn uống rượu là bình thường, nhưng mà kiểu mình làm thế nào mà kiểu để cho sức khỏe đã đảm bảo tốt với cả không ảnh hưởng đến mọi người, chứ còn em thì cái chuyện đấy cũng là bình thường vì em cũng từng đi nước ngoài rồi. Mới ở Việt Nam thì mình thì chị thấy hầu như có mấy người là người ta không hút thuốc đâu chị. Tùy theo người, nhưng mà biết đâu người muốn làm quen với em anh ấy hút thuốc hút rượu thì hỏi với em rồi. Em có muốn người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không ha? Em chỉ thích lấy hơn em 10 tuổi hoặc hơn 10 tuổi cũng được, không vấn đề gì hết. Cái tuổi tác thì em không quan trọng lắm đâu, vì là chủ yếu là mình sống với nhau và mình hiểu nhau ấy là cái điều tốt nhất, chứ còn em không quan trọng tuổi tác, và em cũng không thích lấy người trẻ lắm. Tại sao em Chồng muốn trẻ mình còn mình tại sao dạ. em tại sao em thích lấy chồng lớn hơn em nhiều tuổi ha, cho chị biết lý do Tại vì người ta nhiều tuổi hơn thì người ta sẽ chín chắn hơn chị, ha. chứ người ta không 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 phải là trẻ nữa. Còn nếu mà lấy trẻ thì đôi khi họ cũng không, thứ nhất là họ ham chơi, thứ hai là kiểu cái mình con gái thì em nghĩ là mình sẽ chóng già hơn là con trai, mà mình lấy trẻ quá đến lúc mình già rồi. Rồi em có muốn người đó chiều cao khoảng bao nhiêu không? Em thì em cũng không quan trọng lắm, tại vì là em thì cũng không cao lắm, mà em chỉ cần cao bằng em được hoặc cao hơn em một chút được, em không vấn đề. Về em thì em cũng cao khoảng 1m60, nặng thì em cũng không không béo lắm, em cũng tầm 49 đến 50 cân được không chị em. Em là vừa người đó, dáng rất là đẹp ha. Có tập thể dục không? Vâng, thì em cũng đại khái là em sợ béo thì là mỗi tối em đi tập thể dục 1 tiếng, em đi bộ 1 tiếng, trời mưa thì thôi, còn cứ hết mưa là em cứ chiều tối tầm 6 giờ 7 giờ là em đi bộ, em đi 1 tiếng em về. Em nghĩ là mình có điểm mạnh gì? Em thì nếu mà nói điểm mạnh thì cũng thể là công việc, trong công việc thì cũng có thể là bất cứ việc gì thì em cũng thể quyết tâm làm được, hoặc là nhìn chung là cái gì em cũng thể làm được. Cả nhà em cần gọi em là đàn ông mà. Em gọi đàn ông vì bạn là kiểu là chị bảo em ở như này, điều kiện như này thì kiểu cái gì thì cũng đến đơn mình ấy, thì thôi làm trước làm sau thì mình cứ làm cho nó xong, nhưng mà cũng không hy vọng gì ai giúp đỡ mình cả. Rồi em nghĩ mình có điểm yếu gì ha? Điểm yếu thì nhìn chung là có thể nhiều, đôi khi thì em cũng đôi khi mình cả lời quá thì mình toàn mang thiệt vào người thôi, đấy là cái điểm đấy thì em rất hay bị nhà mắng. Đôi khi cả lời quá thì mình thì nhiều đôi khi mình cứ nghĩ là người nọ người kia mình giúp, nhưng mà đến khi mình
nghĩ như này thì chắc anh cũng đặt giả sử một cái chuyện gì đấy xảy ra chẳng hạn. Đấy Ôi, là ai nói gì em cũng tin. Đấy là điểm yếu nhất của em. Ai nói gì, nghĩ người ta nói thật thì mình thì thật đấy, nhưng mà có khi người ta không 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 thật thì người ta đánh lợi dụng mình ấy. Nhưng mình cứ nghĩ là người ta thật, mà đôi khi không phải là thật. Đấy là điểm yếu nhất của em, là hay tin người, tin quá. Em có thể thí dụ cho chị nghe một trường hợp được không? Em có thể là bạn bè vay tiền vay long em bị mất nhiều chị, mà kiểu lên đây em cũng ngại không dám nói. Còn là giả sử bạn vay hay là mọi người vay vay bảo hôm trước hôm sau hay là như này, mình đôi khi mình không có mình cũng dám cho họ mượn, nhưng mà họ mượn xong rồi họ đi mất, một đi không trở lại chị, một đi không trở lại em bị nhiều chị. Kiểu kể thì nó cũng không may lắm để em cũng không muốn kể, chứ còn hầu như em toàn bị về cái đấy thôi. Tin quá, tin người quá, tức là nhiều khi mình đâm khổ thì mình cứ giúp thôi. Kể cả ngày xưa cho các bạn đi sang, giúp các bạn đi sang Nhật chẳng hạn, xin cho các bạn đi và giúp các bạn mượn tiền, mà có khi các bạn sang, các bạn trốn đi chỗ khác, các bạn không về được, các bạn bảo là các bạn không trả tiền thì bảo ừ không trả cũng được, không sao. Thật sự xử đấy được, cũng có. Còn về bên Việt Nam mình thì em bị nhiều, nó có vì bên bên Nhật thì họ thật thà, còn em ở đây nó quen đấy. Về Việt Nam em toàn bị lừa. Rất em bên một vài người thì đâu ta nói là rất là đi vào lòng người lắm, nhưng mà thì lúc thực tế nó không giống thế. Đúng mà, thực tế nó không giống thế. Nó không giống Thế như là lý em thuyết rất ha. vui. Dạ. Rồi những lúc rảnh rỗi em thích làm công việc gì ha? Em thì bình thường khi nào đi làm thì thôi, còn lúc ở nhà thì con cái dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn nấu giúp cho các con, rồi xong thì ở nhà thì hay đọc báo. Cái gần đây thì hay xem cái YouTube của chị đấy thì mới biết, chứ còn em thì lúc em bận thì em không có thời gian. Còn em ít ít đi ra ngoài, em không 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 đi chơi, bảo đi cà phê cà pháo ai rủ được em đi thì chắc khó lắm. Em không đi, và mọi người bảo trẻ không đi, em về mọi người các anh bảo chứ mày suốt ngày ở nhà, nhưng em thôi em ở nhà cho nó lành, vì em đi em kiểu cứ cái kiểu đấy thì em cứ đi em mất tiền nên là em không đi được. Thật mà chị, em nói thì nó có thể không ai tin đâu, nhưng mà toàn thế mà. Để em không đi, thế là thế xong thì em nghỉ ngơi thì em ở nhà em chơi thôi, chơi với con hoặc là làm việc gì đấy ở nhà thôi. Còn nhà thì thực ra chị bảo là đông người thì mình mới phải nấu ăn, tốn nhiều thời gian, chứ có ba mẹ con thì bạn lớn như em, bạn đi đi dạy học thì bạn đi đi dạy xong còn trung tâm dạy thêm dạy bớt đấy chị, nên là cháu nó cũng có về nhà mấy đâu, nó có về nhà đâu phải 10 giờ đêm, có khi hôm thì bạn ăn không, không thì có mỗi bạn bé bạn ăn ở nhà ít, còn em thì giảm cân rồi chủ yếu nên là cũng không ăn ít, chứ không phải nấu nướng nhiều. Là cũng Và rảnh thời gian nhiều đó phải không? Không có cần phải nấu nướng gì và nhiều em cũng có thời gian, và chỗ thời gian rảnh rảnh thì bật lên đấy xem kênh của chị, hết. cũng phải cho em xem được tuần hai tuần này Rồi em có sở thích hát karaoke gì không? em không em có nói là em ngày trước em ở bên Nhật đi thì chủ hay cho đi, nhưng mà bọn em đi thì em chỉ đi đi cùng các bạn, nhưng còn hát hò thì em không biết. Cũng thích nghe ca nhạc lắm, nhiều khi ở nhà em cũng mở nghe, nhưng mà em không biết hát, thế là em chỉ đi như thế thôi. Và Đi cho nghe người ta hát thôi phải không? vâng, em đi nghe cho người ta đi nghe người ta hát, nghe các bạn hát, nghe ông chủ hát đấy, chứ còn em không biết hát. Ủa rồi ông chủ hát Vâng. tiếng gì, tiếng Nhật hay tiếng Việt Nam? Chị ơi, ở bên Nhật thì chủ tuần chủ chủ của em đi hát karaoke toàn mang quà về cho bọn em rồi, kiểu đi hát mà được 100 điểm với chị là nó được bịch quà về, hôm sau mẹ cho thì cứ chủ nhật ông cho bọn em đi, hoặc là tối thứ bảy cho bọn em đi, thì là em chỉ đi theo em đi em bảo em ăn hộ hoặc là em đi em nhận quà hộ thôi, chứ còn em không biết. Tiếng Nhật thì em giỏi em khá, nhưng mà hát thì em không hát. Và Ở bên em Nhật về hát hát 100 điểm được tặng quà hả? vâng, ở bên Nhật cứ đi hát karaoke 100 điểm là được một cái bọc quà đó, khi thì gói bim bim mà cái loại to đấy, hoặc là cái
giống cái phồng tôm nhưng mà người ta đóng Nhật nó làm bằng cái mochi xong nó nướng phồng lên cái bánh bánh lép xong nó nướng phồng lên cái mochi mà nó gọi là bánh truyền thống của Nhật đấy chị. Là quán karaoke người ta kiểu người ta chiêu khách đến hát như thế, chủ yếu họ bán đồ uống á, thì là cứ ai hát được 100 điểm là người ta tặng một bịch đấy. Tặng bật đồ ăn đó hả? Vâng, ô chị ơi, cái đấy đi hát karaoke thì người ta bán đồ ăn nhiều đó chị, Không đồ ăn không, với đồ ý chị uống người ta nói bán là nhiều lắm. 100 điểm là người ta tặng cho mình cái bịch đồ ăn đó phải Đúng rồi chị ạ, cứ 100 điểm là ông được tặng bịch đồ ăn, có khi một buổi tối ông đi đến sáng sau về ông cho bọn em đến 3 bịch 4 bịch ấy, thì được bọn em lại mang lên sửa bọn em không? ăn. Những ngày kia thì chị ơi, còn đôi khi nó là những cái móc treo chìa khóa này, hay là những cái vòng cái viết thì ông về mua cho bọn Việt Nam thì em đông lắm, thì là cái xưởng của em thì mấy chục người Việt Nam cơ, Vui thì là và vui lắm chị ạ. Còn ở bên Nhật thì bọn em về thứ bảy chủ nhật thì nếu mà chủ nó cho đi ăn mấy hôm trước mà hôm sau về thích thì lại tuần sau chị em ở nhà thì lại đi mua đồ về lại nướng ở sân đấy. Thì em ở đấy là em quản lý các bạn cũng mấy chục bạn Việt Nam ấy, thì là cứ thứ bảy chủ nhật làm xong thì là kiểu bọn em tụ tập các chị em nhau toàn con gái mà chị, Còn con và ở gái bên đấy nữa toàn con gái mà cứ tưởng người em đấy toàn con gái hết là là em thì làm giống kiểu là chủ đó giao toàn quyền cho đấy, thì là cứ nhập hàng xuất hàng hay là làm bất cứ một cái gì thì là họ chỉ cần đưa giấy thôi thì là em sẽ giao cho các bạn làm, và đến hôm cuối cùng thì em hoàn thành nốt thì là em làm. Và Nhưng mà làm bên đó cũng vui, sau khi về rồi em không muốn đăng ký đi nữa hả, hay là em không có còn tuổi để đăng ký đi nữa? em mấy năm sau thì cái ông chủ của em ông mất, là ông không không còn bảo lãnh cho em được nữa, nhưng mà bên Nhật thì em vẫn còn bố nuôi bên đấy, thì là ông vẫn giục em đi sang. Nếu mà thực ra là không Covid thì chắc là năm ngoái em cũng được đi Nhật rồi, nhưng mà vì Covid thì là Nhật nó không sang được thì nó cũng không không làm giấy bảo lãnh cho em được ấy. Vì là bây giờ em đi bảo lãnh thì phải là giống dạng đi kết hôn ấy, chứ còn đi du lịch mấy tháng thì em cũng không thích. Đi du lịch mấy tháng thì em đi lúc nào cũng được, nhưng mà em thích là đi đi để mà ở lại làm ăn tiếp ấy, thì là nếu mà em đi nữa thì em phải làm theo kiểu kết hôn ấy, dạng 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 đoàn tụ gia đình ấy chị, thì mới đi được. Chứ còn lao Và động là em hết tuổi rồi phải không? lao động thì nếu mà đi theo xuất khẩu lao động người ta thì em cũng đi được, mà đi theo du học thì em cũng quá tuổi rồi, em cũng không không, không đi được cái chị. Bây giờ chỉ có nếu mà em đi sang Nhật giờ chỉ đi theo đoàn tụ gia đình thôi. Em ở bển á, em có thích cuộc sống bên đó không? Chị ơi, cuộc sống bên đấy thực ra thì nó sạch sẽ mà kiểu nó cũng là an toàn đấy chị, mà cái an sinh xã hội của nó cũng tốt. Tuy rằng bọn em ở bên đấy cũng không được chế độ gì, nhưng mà kiểu mình đi làm thì nó cũng xứng đáng với đường tiền công của mình bỏ ra ấy chị. Và thật giả sử đi làm một tiếng ở bên đấy thì bình thường ra thì họ giả lao động xuất khẩu thì họ chỉ giả độ 8 đô đến 9 đô, 10 đô, nhưng mà nếu mà như em thì họ lại giả theo cái kiểu là lương theo kiểu người Nhật ấy, thì em thì lương cao hơn mọi người. Còn các bạn lao động xuất khẩu sang giờ thì bây giờ nó cũng giả hơn rồi, nhưng nó giả khoảng 10 đô chị ạ, một tiếng. Rồi em chờ quay về Việt Nam bao lâu? Em về Việt Nam từ năm 2009 chị ạ. Thí dụ một người muốn quen với em á, em muốn người đó có tính lãng mạn không? Chị ấy thì ai sẽ thích lãng mạn? Tùy theo người nha em, không phải ai cũng thích hết nha. Là ai cũng thích lãng mạn đâu chị. Con người ai sẽ thích lãng mạn chị. Không, có cô Nhưng không thích mà ở điều nha, kiện hoàn cảnh nào, dạ có cô không điều kiện thích hoàn á, cảnh nào chứ mình có cũng chấp ai nhận điều kiện hoàn cảnh đó chị. Rồi em coi video của chị như thế, em có để ý được anh nào trên kênh của chị không Em mới xem thôi chứ em cũng chẳng biết là nè? em thích em sợ người ta không thích em thì em cũng không sao. Rồi khi em định đi bước nữa như thế này nè, các con của em có ủng hộ em không ha? Con của em thì cũng thoải mái thôi, bây giờ chỉ còn mỗi cái bạn bé bé, còn bạn lớn thì chị bảo là bạn ấy lấy vợ lúc nào thì bạn đấy thôi mà, chứ còn bạn lớn là hầu như là bạn ấy độc lập hết mà chị, bạn ấy cũng không có gì ngại. Và em cũng ngại chuyện đấy chị, con nhà em thoải mái mà, mẹ làm nào mẹ hạnh phúc với thôi, chứ con thì con cũng không có
con gì. Ủa mà rồi em nấu ăn có ngon không hả? Em nấu ăn được, em đi bán hàng em nấu hết mà chị. Cơm Vậy hả? rang mì xào khoảng 4 năm rồi em bán hàng ở căng tin nhà em là tất cả đấy em không gọi bếp đâu chị, em làm tất mà. Ồ, rồi em có làm mà có ai phụ em không? Chỉ kiểu là ở trong khu đấy thì em những rảnh rỗi thì em nhờ các cháu nghĩa vụ xuống giúp thôi chị ạ, còn đâu là tất cả đứng bếp em đứng hết, bán nước bán nước cất bộ mấy cây nước di động thì là tự các bạn lấy nước rồi, còn đồ ăn thì em bán tất cả phở bún hoặc là cơm rang mì xào này em làm hết. Là em bán được bao nhiêu món? Vâng. Hôm nào các con ăn gì thì gọi thì em bán, nhưng bán bún bán xôi bán cháo rồi bán hầu như cái gì em cũng bán Hồi nãy thì em hôm nói tất em là bán ở hôm trong nay em căng tin, em bán ở trong căng tin của công an hả? và em bán căng tin trong trường huấn luyện đào tạo của công an thành phố Hà Nội ạ chị ạ. Tụi em làm trong đó được bao lâu? Dạ Hiện tại giờ em có làm không? hiện tại bây giờ là dịch Covid các con học online chị ạ. Rồi em bán Và ở trong đó còn được không bao lâu? Covid thì dạ em bán được 2 năm rồi chị ạ. Thì là tour du lịch nó nghỉ một cái là em vào đấy em mua căng tin em bán luôn. Bây giờ tới tới trong đó cũng không được bán luôn, là bây giờ hiện tại là không có làm gì hết đó không? Và bây giờ thì không làm gì thì nhà thì em cũng nhà em ở đây thì em cũng cho thuê được tầng 1 với tầng 2 cho họ bán hàng, còn tầng trên thì mở. Wow, mua được được căn nhà mặt phố ở Hà Nội luôn đó hả? Nhà em không phải mặt phố to mà kiểu trên ngõ vào cổng bệnh viện giao thông vận tải, nhà em ở trong trong cổng bệnh viện giao thông nên là cái mặt ngõ nó cũng to nên là cũng mình không bán hàng thì họ mình cho họ thuê họ kinh doanh được chị ạ. Wow, em giỏi quá chừng ha, lanh lẹ ha, cho nên bây giờ nuôi 2 đứa con luôn, đâu cần phải ca, không phải phụ. Chị thấy thì mấy người, những người giỏi thì mới đơn giản thôi, còn mấy người mà không giỏi thì nuôi con 2 con, một mình nuôi 2 con cũng khó khăn lắm em. Thí dụ mình giỏi giang á thì khác, còn mình thí dụ mấy người kiếm tiền khó khăn á, họ nuôi cũng mệt lắm. Nói chung là em cũng giỏi và cũng có may mắn là được đi ra nước ngoài. Rồi để chị. Ngoài đi Nhật em có từng đi du lịch những đâu nữa không ha? Em chưa đi du lịch ở đâu chị ạ. Ở Việt Nam thì em đi hết rồi, còn ở nước ngoài thì em đi mới mỗi Nhật thôi chị ạ. Năm 2017 thì em lại quay lại Nhật em chơi một nửa tháng em lại về. Còn từ hồi về đến giờ là em chỉ em đi Nhật mấy lần thôi chứ còn em các nước kia thì em chưa đi, còn Việt Nam thì em đi hết rồi chị ạ. Và trong Việt Nam thì em dẫn khách với cả em về em đi hết rồi. Còn có ở nước ngoài các nước kia thì em chưa đi được, không chưa có cơ hội em chưa đi được. Và Em thuận tiện cái là em ở ngay phố cổ hả? Phố cổ làm cả du lịch đó cũng không tiện quá em không ở phố cổ chị ạ, em ở quận Đống Đa thì em không phải ở phố chị ạ, em chỉ dẫn khách đi phố cổ thôi chị ha. Nhưng mà từ 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 chỗ em tới phố cổ xa không? ạ, chắc là khoảng 5 cây chị ạ, 4 5 cây, 4 cây, 4 cây từ nhà em ra Long Bác thì 3 cây, chắc lên phố cổ 4 cây chị ạ. Em ở gần chỗ 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 công viên Thủ Lệ chị, nhà em ở khu đấy, khu bệnh viện giao thông vận tải thì nó ở gần chỗ đại sứ quán của Nga này, rồi bệnh viện Nhi, bệnh viện Sản, nhà em ở khu đấy, nhà em ở khu đấy, nó gần bệnh viện chứ không ở không ở trên phố ạ. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay ha. Chị hy vọng sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương nha. Em có lời nào chào khán giả không? Vâng, em thứ nhất em xin cảm ơn chị rất nhiều vì kênh của chị là chị em mình đã được nói chuyện rất là nhiều và em rất là vui. Hôm nay thì em cũng xin chào tất cả
mọi người đang xem kênh của chị Uyên Huỳnh, và chào tất cả các bạn trên cộng đồng mạng, và chúc mọi người có một sức khỏe dồi dào và công việc làm ăn phát tài, và mong chị là cái kênh của chị càng ngày càng phát triển để cho kết nối được cho mọi người đến với nhau gần hơn. Ok em, cảm ơn em nha. Good night em ha. Dạ vâng, em cảm ơn chị.